Rồi chào anh em nha, tối nay mình thanh lý xả bỏ hai cái bình xăng con Kenhisa băng đít gà trứng ga 22 hàng zin tháp xe kho về cho vô xăng tại Việt Nam, tình trạng là bình nguyên zin cực đẹp nha. Mấy bình này bình thường mình bán 3,7 triệu 3,8 triệu một bình nha anh em. Đó, mình thanh lý xả bỏ hai cái bình này, mình bán mỗi bình với giá 3,4 triệu, giá này thì nó bằng là cái bình Kenhisa băng cốt 1 rồi, mà trong khi bình này mấy bình này là cực đẹp da 7 màu nha. Rồi đây mình lên tiếp cho anh em cái bình cái mã này ha, cháy ga nha anh em, đẹp long lanh không xước không liếm nha, bên trong là đẹp không một lũng nha, đúng bình zin Kenhisa băng cháy ga 22, bình còn cực đẹp nha anh em. Giá tốt giá hời, anh em cần thì alo mình nha, sử dụng được cho những dòng xe từ hơi 100 trở lên là ok. Mình thanh lý xả bỏ dẹp nghỉ luôn, chỉ có 3,4 triệu bình thôi. Rồi cái bình này bình thường bán 3,7 triệu, anh bán 3,4 triệu luôn. Cái ga anh em thấy không, đẹp long lanh không xước không liếm gì hết, chất bình thì láng đẹp xanh nha anh em. Bình ga 22 nắp số 22 nha anh em. Đó. Chắc bình là đẹp xanh lè luôn. Rồi mình thanh lý xả bỏ hai cái bình này chỉ có 3,4 triệu một bình nha. Anh em cần thì cứ alo nhanh tay. Chốt đơn nha anh em.